Vỗ tay cái gì ơi, rất là sôi động ạ. Xin được chân thành cảm ơn ca khúc của chị ạ. Kính thưa quý vị, và liên tục chương trình như chúng tôi đã giới thiệu 5 phút trước, thì giờ đây xin được giới thiệu tiếng hát của anh Hùng